sao họ xấu với mình? Tại sao họ xấu với mình đấy? Quán như vậy đó là mình biết mình tu đó, mình tu đó. Mà nhận ra được cái điều này, nhận ra được cái điều này đó, thì bây giờ mình gọi là hiểu được rồi, hiểu được một phần rồi, thì mình mới có được cái thấy chính xác. Mình thấy chính xác tức là mình thấy đúng. Còn mình không chịu hiểu như vậy, không chịu thấy như vậy, không chịu nhìn như vậy đó, mình cứ nói nó xấu thôi, thì cái này không. Như vậy là cuộc đời mình đi xuống thôi. Thì tới cuối cùng đó, là không còn ai là cái người mà có thể tốt với mình và gần gũi mình được nữa đó. Thì cái này là đọa. Cho nên Bồ Tát Quan Âm ấy, Bồ Tát Quan Âm ấy, cái khi mà Ngài tu hành ấy, Ngài cũng rơi vô tình trạng này. Cho nên Bồ Tát Quan Âm ấy là cái rơi vô tình trạng này là gì? Tức là những người mà thương Ngài, những người mà tốt với Ngài, những người mà hết lòng với Ngài đó, tới cuối cùng đó là không ai chịu nổi Ngài hết, ai bỏ Ngài đi hết được không? Tức là Ngài bị cô lập hoàn toàn. Tại là tất cả các Phật tử nên nhớ cho này. Cho nên người ta thường nói một cái là nước trong mà không có cá, người tốt không có bạn. Coi chừng rước chỗ này, người tốt không có bạn đấy. Tại vì mình nước trong, tức là mình trong quá, mình sạch quá đi, mình tốt quá đi, cho nên mình tốt hết, cho nên mình nhìn mình thấy ai mình xấu hết phải không? Mình nhìn mình thấy ai mình xấu hết, thì cái trường hợp này có ai dám gần mình không? Mình tốt nhưng mà ta nghĩ gọi là kính gì hiển chi thôi, để xa thôi, để nhìn thôi, chứ không dám gần phải không? Tốt nhưng mà ta không dám gần, mình tốt thiệt. Cho nên giữa người tốt với người xấu khó gần, khó chấp nhận nhau. Cho nên mình càng tốt bao nhiêu nữa thì mình lại càng xa rời cái thực tế này bao nhiêu. Thế nên bây giờ trong cái xã hội của mình đang sống đây, quý vị thấy này, thầy nói đó, là cái người đó mà thấp ở dưới này đó, mình gọi là hạ tầng đó, hạ tầng cơ sở đó, thì nó chiếm vào khoảng 80% đó. Mình nói rõ ra dễ hiểu đó, là 80% là người nghèo đó, người nghiệp chướng nhiều. Mình quan sát mình thấy được chứ. Ta nói người nghèo, người tham, người dữ, người ác, người thế này, người thế kia nữa. Mình nhìn kỹ rồi mình thấy cái này đông phải không? Đông, tại vì bây giờ nó ở trên cái trái đất mình đây, nó vào khoảng độ 6 tỷ người. Nhưng mà mình kiểm lại xem coi cái mức thấp ở dưới này, nó chiếm hết vào khoảng độ 80-90% này. Bây giờ nói nước Mỹ là giàu đi, nước Mỹ là nước giàu nhất ở trên thế giới đi. Nhưng mà khi thầy sang ở bên đó là thầy thấy nhiều người Mỹ không có nhà ở, cho nên chỉ nhờ cái trợ cấp xã hội để sống thôi. Cái này có nhiều người đó, ở trong này thì nhiều người không có chỗ ở đó, mà nằm ở ngoài công viên đó, rồi cái mùa đông này nó chết cống không có, tức là lạnh quá chết đi mình, chứ không phải là thiên đường đâu, không phải bên Mỹ thiên đường đâu. Rồi thầy qua các nước tây phương đó, thầy thấy qua tới mùa đông đó, thì cái trường hợp nó ở trong mấy cái nhà ga, nên nhiều người cũng không có nhà, rồi họ chỉ có cái mình túi đó, họ nằm ở trong nhà ga. Thầy đi trong nhà ga, thầy thấy từng cái túi, mỗi cái túi một người nằm, mình gọi là cái túi rút, anh nằm ở trong, nằm đó, tối rồi kiếm cái chỗ nào đó mà trống, nằm đó đỡ trong nhà ga cho đỡ lạnh. Cái này nhiều chứ, trên thực tế cái cuộc sống đó, mình thấy nhiều. Cho nên mình nhìn như vậy đó, mình mới thấy rõ cái người có phước đức ít đó. Cái thế giới mình để người có phước đức ấy, cái người mà giàu có thật ấy, thì mình thấy được bao nhiêu, được chừng 5% không? Thành 100 người có chừng 5 người giàu đó thì gọi là tốt rồi chứ. Chứ còn như Việt Nam mình để mình tính được mấy người tỷ phú, cả thế giới này nữa là 6-7 tỷ dân đó, nhưng mà mấy nhà tỷ phú, thành ra
trên bước đường tu, ta quan sát kỹ, ta nhìn, ta thấy như vậy. Cho nên lúc bây giờ đó, mọi người nhìn về ta, ta nhìn về mọi người, ta nhìn về mọi người, ta phải thấy, thấy cho nó đúng, đúng sự thật của nó, cái hoàn cảnh của từng người một khác nhau. Nhưng mà cái hoàn cảnh đó sanh ra những cái tánh đó, thì cái này đó là dễ thương hay dễ ghét. Đây là cái sự thật ta nhìn thấy. Thành ra mình cái tánh ác mình còn đó, mình thấy thì mình ghét đó, mình không chịu. Còn cái người đó mà có cái tâm Phật á, họ nhìn cái đó họ thương chứ, họ nhìn cái đó họ thấy tội nghiệp chứ. Cho nên cái điều quan trọng mà mình thấy này, tức là Phật giáo Việt Nam mình đây đó, nó có cái đặc biệt là mình cái lòng thương người mình có nhiều hơn, cái lòng thương người mình có nhiều hơn. Mặc dù đó mình còn nghèo, nhưng biết chia sẻ cho nhau nữa. Đấy. Cho nên một cái lũ lụt vừa rồi đó, một cái dịch bệnh vừa rồi đó, mình thấy đó, người Phật tử của mình đó, đem mình chia sẻ, mình thấy mình thương. Cho nên nhìn kỹ rồi đó, các Phật tử mình nhìn kỹ rồi thấy trời lạnh thì thầy thấy có những người thanh niên, những người sinh viên mà họ đem chăn mền tới cho những người vô gia cư, những người vô gia cư nằm mà dưới hè nếu để ngủ đêm, họ đem cơm tới họ cho, phải không? Họ biết người này đói. Đây là mình có tình thương, cái tâm Phật là thầy nói cho nó. Còn ai chết thì mặt họ đó thì chuyện ông này khác rồi, đây là khác rồi. Cho nên từ cái chỗ mình có một cái tâm tốt đó, khi mà mình có cái tâm tốt mà mình nhìn người đó, là quý vị thấy họ có cái phản ứng ngược lại, họ có phản ứng tốt ngược lại. Cho nên khi mà Bồ Tát Quan Âm nó nhìn ai xấu hết đó, thì tới cuối cùng Ngài tự cô lập. Ngài tốt nhưng mà Ngài tự cô lập, Ngài cô lập rồi nếu người ta bỏ Ngài hết đó, thì bây giờ Ngài mới tới Ngài gặp Phật. Ngài tới Ngài gặp Phật đó, là Ngài nói là Ngài bị cô lập ở giữa một rừng người như vậy, không ai có thể chơi được, không ai có thể làm bạn được, không ai có thể nói chuyện được hết. Đây thành ra Đức Phật mới khuyên Bồ Tát của ông đã đổi cái nhìn của ông đi. Ông đổi cái nhìn của ông bằng con mắt mà khinh đời, đổi trở lại bằng cái đôi mắt Phật để nhìn người với cái tâm từ bi, tức là mình thương xót, mình cứu hộ họ đó, thì chính là họ cũng nhìn ngược lại mình tốt, phải không? Và họ có thể trở thành người tốt đây. Nên các Phật tử nghiệm cái này xem, cái này Đức Phật dạy cho Bồ Tát Quan Âm khi phát Bồ Đề Tâm mà tu đó, thì phải có cái nhìn ngược lại. Tại mình thấy như vậy mình thương chứ, mình thấy mình thương, mình nghĩ tại vì nó nghèo, tại vì nó ngu dốt, tại vì nó không hiểu đạo, cho nên tạo nên những cái tội lỗi, cho nên nó khổ sở như vậy đó. Mình thấy mình thương, mình thấy mình thương đó, mình nghĩ tới mình cưu mang, mình giúp đỡ nó để cho nó có thể trở thành người tốt đó. Thì thầy nói đây cái nhìn theo Phật. Cho nên cái đầu tiên đó, là Đức Phật dạy mình đã phải có cái nhìn chính xác về cuộc đời, và mình phát tâm đó, mà thương đời thực sự đó, thì cái này đó, mình mới có thể là đi vào trong thế giới Phật được. Cái này là điều kiện thứ nhất để đi vào thế giới Phật, là mình phải có cái nhìn của mình đó. Thì cái nhìn đó là gì? Nghĩ bây giờ mình cố gắng, mình nỗ lực, mình tu hành để mình đắc đạo đi, để mà mình cứu vớt những người này. Bây giờ làm sao để mà mình có đầy đủ lương thực để mình cho nó, cứu nó đấy. Cái này mình phải nghĩ tới cách này nhé. Mình nghĩ bằng mọi cách nào đó mà bây giờ đó, mình có thể dìu dắt dạy dỗ nó đấy. Cho nên khi người tu theo Pháp Hoa, Đức Phật dạy thề nguyện an lạc. Tại bây giờ nếu mình thương nó, mình muốn giúp đỡ nó, nhưng mà thực tế mình chưa có điều kiện, cho nên mình không thể giúp được. Thì mình hẹn lại trong lòng đó, khi nào có điều kiện đó, thì mình nhất định mình phải làm cái này.